24 tháng 12 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút trước phim phim truyện Trung Quốc Thần Long Đoạt Bảo tập 1, 6 giờ Thế Giới Ngày Qua, 6 giờ 30 phút Chào Ngày Mới, 7 giờ cho Ngày Thiếu Nhi Vườn Âm Nhạc, 7 giờ 30 phút tạp chí Quần Vợt, 8 giờ Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới, 8 giờ 30 phút tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật Thế Giới, 8 giờ 55 phút tạp chí Giáo Dục, 9 giờ 15 phút Khoa Học Về Đời Sống, 9 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Trò Chơi Sinh Tử tập 15 giờ 16, 11 giờ Những Nẻo Đường Đất Nước, 11 giờ 50 phút Món Ngon Mỗi Ngày Khai Vị Cá Hồi Táo Trộn, 12 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Trái Tim Lạc Lối tập 3 giờ 4, 13 giờ 45 phút Sự Kiện Thể Thao, 14 giờ Câu Lạc Bộ Thể Thao, 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc San Hye-bin tập 105, 15 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Theo Dấu Bích Đào, 16 giờ 20 phút phóng sự tài liệu Đường Về Nhà, 16 giờ 40 phút ẩm thực nước ngoài, 17 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Chàng Trai Hong Ki-dong tập 3, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút cuộc sống lạc vàng, 19 giờ cho Nghệ Thiếu Nhi Vườn Âm Nhạc, 19 giờ 30 phút Cùng Con Dẫn Bước, 19 giờ 50 phút Thế Giới 24 giờ, 20 giờ Hội Ngộ Bất Ngờ, 21 giờ Ký Sự Đi Tìm Dấu Tích Ba Chua, 21 giờ 10 phút Ký Sự Trở Lại Volga, 21 giờ 30 phút chương trình Thần Tượng Âm Nhạc, 22 giờ 30 phút Tình Trong Nước, 22 giờ 50 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thiên Hạ Thái Bình tập 7, 23 giờ 40 phút Tình Cuối Ngày Tin Thế Giới bản tin thể thao 365.